Hỏi: Kinh A-di-đà nói, chúng sanh nghe rồi thì nên phát nguyện, nguyện sanh về nước kia. Nhưng con thì nguyện sẽ không tái sanh nữa để thoát khỏi luân hồi. Con không hiểu là tại sao lại còn muốn tái sanh về nước kia. Đáp: Hỏi rất hay. Tái sanh về nước cực lạc kia chính là thoát ra luân hồi đó. Hỏi: Làm người vốn là sống trong đau khổ, vậy trên thế gian này có bao nhiêu người thật sự sống đời sung sướng? Đáp: Thế thì ai bảo họ làm người? Nếu là Chúa bảo họ làm người thì hãy đi kiện Chúa và biện luận với Chúa một hồi đi. Hỏi: Hòa thượng đã từng nói thế giới cực lạc thì không có người nữ, tại sao thế giới cực lạc mà cũng còn trọng nam khinh nữ? Đáp: Vì sao được sanh vào cõi Tịnh Độ ở Tây Phương gọi là thế giới cực lạc? Vì ở đó vui mãi chứ không buồn phiền khổ não, không giống như ở thế gian là quá vui rồi lại sinh ra buồn phiền. Hôm qua tôi nói thế giới cực lạc thì không có người nữ, như hôm nay tôi cũng có thể nói là không có người nam. Nhất định là quý vị cho rằng hòa thượng này sao mà nói năng lộn xộn. Thật ra quý vị hỏi sao thì tôi trả lời vậy, tùy cơ ứng biến mà. Nhưng chúng ta cũng nên hiểu là đại đạo thì không phân biệt giữa nam và nữ, có phân biệt tức là rơi vào nhị nghĩa rồi. Kinh Kim Cang nói: Vô nhân tướng, vô ngã tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng, thì làm sao lại có tướng nam nữ nữa chứ? Cũng có thể nói thế giới cực lạc toàn là người nam hoặc toàn là người nữ, bởi vì nam nữ ở đó tự tánh họ thanh tịnh, không có tình dục, cho nên nam có thể thay thế cho nữ và nữ cũng có thể thay thế cho nam. Hỏi: Phương pháp cơ bản để ngồi thiền là gì? Đáp: Phương pháp cơ bản à? Thứ nhất là không tham, thứ hai là không sân, và thứ ba là không ngu si. Hỏi: Tiến thêm một bước nữa là nên tĩnh tọa phải không? Đáp: Đương nhiên rồi. Công phu đầu tiên của tĩnh tọa là tâm được thanh tịnh và ít tham muốn. Tâm thanh tịnh thì không có vọng tưởng, ít ham muốn thì không có mấy thứ tình tình ái ái. Hỏi: Xin Ngài lược giảng chút ít về phương pháp ngồi thiền ở chùa Kim Sơn để con có thể nhập môn. Đáp: Chú tới chùa Kim Sơn thì biết liền. Muốn nhập môn vào cửa, trước tiên phải tập ngồi kiết già. Hòa thượng trái cây, thủy quả, tức là Ngài Quảng Khâm cũng tréo chân ngồi như thế. Đó gọi là Kim Cang tọa. Ngồi như vậy thì có thể hàng phục được ma quân. Hỏi: Với tình thế của Đài Loan sắp tới, chúng con nên phải làm sao? Chúng con nên toan tính và tu trì như thế nào để cứu vãn nạn cộng nghiệp? Đáp: Không làm điều ác, nên làm các việc thiện. Ha ha ha,